Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ vào lớp học, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con kính chào quý sư tăng ni và các cô tu nữ, con kính chào các học viên trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pe ghi ri si kha ra ta te chan ta li khe vi ma ne di pe ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phum ma cha yam tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan thap ba na ga tit han ta san ti ke yang Muni waka wachanang sa thavo me sunam tu thamma sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami Duttiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Iti tiso bhagava arahaṃ sammā sambuddho Vicca jagana sampanno sugato loka vidu anuttaro Purisa dhamma sarati sattha deva manussānaṃ Buddho bhagava tinati me saranaṃ anyaṃ Buddho me saranaṃ varaṃ etena satchavat Chê na hô tu mê, cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na văn đề hăng, ba đa phẩm xùm hoa rút ta măng, bụt thê yô khá lý tô đô sô bụt thô, ca ma tu tăng ma măng. Xoa khá tô phá gá hoa ta thâm mô sàn đi thí cô á ca lý cô, ê hi phá sĩ cô ô phá na hi cô, Bát chát tăng quê đi tạp bồ vinh nhu hi Đi nát thi mê sa ga năng an nhăng thăm mô mê sa ga năng hoa răng Ê tê na sát cha vắt chê na hô tu mê cha ya măng ga lăng Út ta măng ghê na hoàn đề hăng thăm măn cha đu vi thăng hoa răng Thăm mê yô khá lý tô đô sô thăm mô Kama tu tang ma mang Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani at Papurisa pukgala e safagawato sawakasangho ahunayyo pahunayyo dankhinayyo ancharikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasa hinati me saranang anyang
sang khô mê sa năng quá răng ê tê na sách cha quát chê na hồ thu mê cha giá măng gà lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng sang khăn cha đu vi thót ta măng sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô ca ma tu tăng ma măng hoàn đà mi chê ti văn sắp băng sắp bát tha nê su bát tít thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ tình bút tha ru phăng sa ca lăng sa đa sam bút thê át tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bánh cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sang thầm mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara nupa we na hantwa sabde upatta we aneka antara ya piwina santua se sato sambutte pancha panya sancha chatuvi sati sahasake dasa sata sahasa ninamami sirasa ahang Tê sang thầm mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng nam a ca ra nu pha vê na hàn tòa sắp đề u phát ta vê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a sê sa tô sam bút thê na bút ta ra sa tê a tha chát ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han toa sap de u pa da we a ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sap de purati maya di saya satta avera sukhi hon tu sap de purati maya anu di saya satta avera sukhi hon tu sap de dakkhina ya di sa ya satta avera sukhi hon tu sap de dakkhina ya anu di saya satta avera sukhi on tu sap de pachi ma ya di sa ya satta avera sukhi on tu sap de pachi ma ya anu di sa ya satta avera sukhi on tu sap de uttara ya di sa ya satta avera sukhi on tu sap de uttara ya anu di sa ya satta Avera sukhi hon tu sap de uparima ya di sa ya satta. Avera sukhi hon tu sap de yeti ma ya di sa ya satta. Avera sukhi hon tu sap de satta. Avera hon tu sukhita hon tu nit dukkha hon tu apya paccha. Hòn tu aniga, hòn tu diga, yuka, hòn tu aroga, hòn tu sampati, samichan tu sukhi. Atta nang pariharam tu dukkha patta, chanit dukkha, payapatta, chanit paya, soka patta, chanit soka, hòn tu sabbe pipanino. Akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasana Akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha chapumattha devanaga mahittika
Bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phum mat tha de wa na ga mahitika Bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa da Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Xà thủ, dạ thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ liên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mai giả, Nam mô Sang Thầy giả. Xin chào các Phật tử học viên. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ đọc cái đoạn Pali dành cho buổi học trước, rồi mình sẽ giảng phần tâm sở tợ tha còn lại hôm trước, nhưng là mình đã học được phần tâm sở tợ tha mà ở dạng biệt cảnh thì mình đã học được năm tâm sở rồi thì phải, tức là học xong phần thủy, mình chỉ còn dục tâm sở nữa là xong. Dạ, dạ phải rồi. Dạ, bây giờ mình sẽ đọc phần 12 tâm sở bất thiện trước, rồi phần 4 tâm sở si phần để mình học bài học trong ngày hôm nay tiếp theo. Giờ sư sẽ đọc trước rồi mãi lắp đọc. Mô hồ a hê ri căng an ốt tắp băng ốt thai chăng lù phô ý thí mà nô đồ sô ý xa mãi chá ri dăng cúc cú chăng thầy năng mít thăng vi chi kí chà chê tí chút đá si mê chê tá si ca a cú sa la na mát mô hồ a hê ri căng anô tắp băng út thái chăng lô phô ý thí mà nô đô sô ý xa mạch chá ri dăng cúc cú chăng thầy năng mít thăng vi chí kí chà chê tí chút đá si mê chê tá si ca a cú sa la na mát mô hồ a hê ri căng anô tắp băng út thái chăng lô phô ý thí mà nô đô sô ý xa mạch chá ri dăng cúc cú chăng thầy năng mít thăng vi chí kí chà chê tí chút đá si mê chê tá si ca a cú sa la na mã. Thì ở đây mình có chữ mô hô là danh từ nam tính, hay dịch là si, a hê ri căng là danh từ trung tính, dịch là vô tàm, anô tắp băng danh từ trung tính là vô quý, út thái chăng danh từ trung tính dịch là phóng dật, lô phô là tham danh từ nam tính, ít thiết thì danh từ nữ tính dịch là tà kiến, ma nô danh từ nam tính dịch là ngã mạn, đô sô dịch là sân danh từ nam tính, ý xa danh từ nữ tính là ganh tị, mạch chá ri dăng danh từ trung tính là bọn sẻn, cúc cúi chăng danh từ trung tính là trạo cử, thi năng là hôn trầm danh từ trung tính, mít thăng danh từ trung tính là thủy miên, vi chi kí chà hoài nghi danh từ nữ tính. Tất cả các danh từ này đều được chia ở dạng chủ cách. Còn chữ chê tí ở đây thì mình tách ra chữ chát mới là y tí. Chát dịch là hòa, y tí dịch là. Chút đá si mê ở đây mình tách nó ra là chút đá sát là 14. Y mê dịch là này. Chê tá si ca là các tâm sở, danh từ nam tính. Akusala
tại dạng nam tính, số nhị nam mát, gọi là cái này bất biến tử. Rồi bây giờ mình giơ tay lên để mình tập đọc. Cô Phúc Vị Trung mời lớp đọc giùm sư đi. Dạ. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bà sư con xin đọc. Akusala cetasikang moho ahirikang anattappang anottappang utthachang lopho ditthi mano dosho isa macchariyang kukkuccang thinang mithang vichikicca chê tí chút đá xí mê chê tá xí cà á cú xá là nà má. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Micro của bà. Trả lời. Nó mất, chạy mất tiêu rồi Khánh. Chạy mất tiêu rồi. Không thấy chữ lấy gì đâu. Thưa sư xin đọc lại. Akusala cetasikang moho ahirikang anottappang utha utthacchang lofo ditthi mano doso issa macchariyang kukkuccang thinang mithang vichikicca cheti chuttha sime cetasika akusala nama. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Akusala cetasikang moho ahirikang anottappang uttacchang lopho ditthi mano doso issa macchariyang kukkuccang thinang mithang vichikicca cheti chút đá chí mề chê tá xí ca a cú xá là nà má. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Xin đọc ạ. A cú xá là chê tá xí căng mô hô a hê rít căng a nó tắp bằng út tắp chăng lô phô lít tí mà nô đô xô ít xà mắt chắc y dăng phúc phút chăng thi năng biết thằng biết biết cha về trước đó xin về về ta xin cha Akusala nama. Dạ xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ xin đọc. Akusala cetasikang moho ahirikang anottappang uthacchang lopho ditthi mano doso issa macchariyang kukkuccang thinang mithang vichikicca cheti dusat chuttasime cetasika akusala nama. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa con kính lãnh lễ sư, con xin phép được đọc bài. Akusala cetasikang
mô hồ a hi ri căng a nó tắp băng út thách chăng lô bồ tít thị mà nô đô sô ý xa mắt chá rí dăng khu khút chăng thi năng mít thăng vi chí kích chà chê tí khu đá si mê chê tá si ca à khu sá lá nà mát. Dạ thưa con kính cảm ơn sư. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con kính đọc ạ. Akusala cheta sikang moho ahirikang anuttapang uthacchang lopho dikthi nam mano doso itsa natcharirang kukukchang thi nang mitthang vichitikcha cheti chutdasime cetasika Akusala nama. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phước Duyên ạ. Dạ con xin được đọc bài ạ. Akusala cetasikang moho ahirikang anuttapang uthacchang lopho dikthi mano doso issa paccariyang kukucchang thi nang mitthang vichikicca cheti chutdas isme cetasika akusala nama. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ yeah, thầy sư xin đọc. Moho eri ahirikang anuttapang uthacchang lopho dikthi mano doso issa macchariyang kukucchang kukucchang thi năng biết thăng quý trí kích trà chê tí cút đá si mê cút đá si mê chê tá chi kè á cú xà lè nà má. Dạ thầy sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử An ạ. Dạ thầy sư con xin đọc. Á cú xà lè chê tá chi càng mô hồ ahirikang anuttapang uthacchang lopho dikthi mano doso isa macchariyang kukucchang thi năng mitthang vichikicca cheti kuddassime cetasika akusala nama. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Akusala cetasikang moho ahikikang anuttapang uthacchang lopho dikthi mano doso isa macchariyang kukucchang thi năng mitthang vichikicca cheti suddassimi cetasika akusala nama. Dạ con xin hết ạ. Cô Phương Ti vẫn quen đọc cái chữ chá này thành chữ chữ sát không, là tập đọc thay đổi lại dạ. Ha. Chá hả sư? Ừ. Chá. Dạ. Vichikicca. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Akusala cetasikang moho ahirikang anuttapang uthacchang lopho dikthi mano doso issa macchariyang kukucchang thi năng nít thằng vị trí kỳ cha chế tí cút đàm si mê chế tá xích ca a cú la xá la nà má. Dạ thưa sư con xin hết ạ.
Dạ, xin mời Phật tử Phúng ạ. Con kính lãnh lễ sư. Dạ, con xin được đọc ạ. Akusala che tasikang moho ahirikang anotappang utthacchang lopodithi mano doso issa macchariyang kutchutchang thi năng mít thằng biết chí kích cha chê tí cút đá si mê chê tá si cà á cú sa là nà má. Dạ, kính thưa con đã đọc xong rồi. Xin kính mời người khác. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Á cú sa la chê tá si càng mồ hồ á hê ri càng á nốt tắp bằng út thách chàng lồ phổ đít thi mà nổ đồ sổ ít xà mách chá ri dàng cúc cút chàng thì nàng mít thằng quý chí kích chà chê ti chút ta si mê chê ta si cà á cú sát là nà mạ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Có ai đọc nữa không? Dạ, thưa sư hết rồi ạ. Rồi bây giờ mời bia ai dịch được cái phần Bali này, ai dịch được cái nguyên cái đoạn này, ai dịch dạ. Được dịch thế coi. Con thử dịch ha sư. Dịch giống như mọi khi vậy đó. Dạ. Si vô tàm vô ý trạo cử tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối hôn trầm thụy miên hoài nghi. 14 tâm sở này gọi là bất thiện tâm sở. Tâm sở bất thiện. Dạ, dạ con đã dịch xong. Đọc Bali vô. Chân. Giờ để con dịch con đọc Bali luôn nha sư. Ừ. Akusala cetasikang tâm sở bất thiện, moho si, ahirikang vô tàm, anattappang vô ý, utthacchang phóng dật, lopho tham đít thí, tà kiến, mano ngã mạn, doso sân, issa ganh tị, macchariyang bỏng sản, kukuchang trạo cử, thi năng hôn trầm, mít thăng thủy miên, vikichicha chá và hoài nghi. Ý tí là chút đá xá 14 thứ y mê này. Nama gọi là Chetasika, các tâm sở. Akusala, bất thiện. Còn dịch viên công. Si, vô tàm, vô ý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, ganh tị, bỏng sản, trạo cử, hôn trầm, thủy miên và hoài nghi là 14 thứ này. Gọi là các tâm sở bất thiện. Còn ai dịch nữa không? Có ai dịch nữa không? Rồi sang dịch lại nha. Cetasika các tâm sở chút đá sát 14 ý mê này ý tí là mô hô si ahirikang vô tàm anotappang vô quý utthacchang phóng dật lopho tham đít thí tà kiến mano ngã mạn đô sô sân ít ít xa ganh tị macchariyang bỏng sản cuối chân dịch trạo hối đi ha, trạo hối thi năng hôn trầm mít thăng thủy miên vi chi kích cha chát và hoài nghi. Nam má gọi là akusala bất thiện. Rồi đó là phần dịch của tâm sở ha, 14 tâm sở. Sư đọc giùm con lại chữ lại cút cút chăn á sư. Cút cút chăn là tạo hối. Dạ.
Rồi bây giờ còn một đoạn nữa. Cái này chỉ thì nó không thấy được hết. Rồi có đoạn thứ hai. Sapa kusala satha sapa kusala satharana cittasikang sapa kusala satharana cittasikang akusale supanna moho ahirikang anuttapang utthang cañcati cattaro me cetasika sappa kusala sadharana nama sappe suppi vadassa kusalesu labhanti sappa kusala sadharana cetasikang akusalesu panna moho ahirikang Ano tập bằng út thanh chanh chà tí chát tà rô mê chê tà sĩ ca sắp bà cú sá lá sá thà rá nà nà mã sắp bê sú bí đoà đá sá cú sá lê sú lắp hẳn tí sắp bà cú sá lá sá thà rá nà chê tà sĩ ca á cú sá lê sú bà nà mù hô á hê rí ca Ano tập bằng út thanh chành chà tí chát tà rô mê chê tá sĩ ca sắp bà cú sá lá sá thà rá nà nà má sắp bê sú bê đoà đá sá cú sá lê sú lắp hẳn tí. Rồi mời lớp giơ tay lên đọc bài thường này nữa đi. À, để sử dụng cái để chúng ta đọc. Sắp bà cú sá lá sá thà rá nà chê tá sĩ căng ở đây đó là tâm sở bất thiện biến hành, tâm sở bất thiện biến hành. Chữ akusale su ở trong trường hợp này thì mình cũng dịch nó là trong tâm sở bất thiện. Panna tuy nhiên, moha là si, ahirikang là vô tạm, anuttapang là vô quý, utthang chanja tí này tách nó ra. Cái này phải không ta? Út thanh chanh cha tí thì tách nó ra là út thanh chá là ý tí, út thanh dịch nó là phóng dịch, chá dịch là ý, chá dịch là hòa, ý tí là chá ta rô mê thì tách nó là chá ta rô với ý mê, chá ta rô là bốn ý mê này, chê tách si ca là các tâm sở, sapa cô sa la sa tha ra na bất thiện biến hành, nam mát gọi là sape supi trong tất cả, và đắc sa usale su trong 14 tâm sở bất thiện lập hành tí. Lập hành tí ở đây mình dịch theo cái nghĩa phổ thông của nó đó là có được, mà thấy ngài Bạch Thượng Minh Châu ngài dịch đó là được tìm thấy. Thôi tạm cứ dịch là tại được tìm thấy thì nó mới có nghĩa trong cái câu này. Rồi trong cái cách dịch đó là đôi khi là người ta dịch theo ngữ căn, đôi khi người ta dịch theo cái tình huống, nên rất là khó những trường hợp như vậy. Tính dịch là phối hợp được, phối hợp được thì dịch đó là nó cũng dịch theo cái tình huống thôi, cho nó có cái chữ lắp thanh tí nó không có dịch được như vậy. Rồi bây giờ mày lớp tập đọc đi. Sư sư cho con hỏi sư. Đoà đá xá là 12 hả sư? Ồ, đoà đá xá 12 chứ nãy mình dịch lộn chứ. Nãy cái phần đầu hồi nãy cũng 12 nha.
Đại diệt 14 lộn á. Ủa? Chút đa sáng là 14 hả? Cái hôm nay là 14. À, cái này 14, cái này 12 xin lỗi. À, cái này 12, 12 tâm bất thiện á. À, đi chung. Sắp bê. Tâm 12 tâm bất thiện. Sư, giờ làm con sắp bê xuống bí á sư. Ừ? Sắp bê xuống bí á. Sắp bê xuống bí là không tất cả. Dạ, dạ. Dạ, được rồi sư. À, mày lắp đọc trước đi rồi tập dịch. Chúng ta tập nhìn con mới ly lâu là quen nè. Nhìn gì con lâu người ta cứ hình thành qua lại gì lâu chúng ta sẽ quen, làm quen được. Thấy lối quan mới ly. Dạ, nãy cái lời cô Tu Nữ Diệu bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc. Sapa kusala sathara na cetasikang. Akusale so pana moho ahirikan anotappang utthak chanchati chattarome cetasika sappa kusalatha ra sadharana nama sappe su bi đoà đá sa cú xá lê su lấp phan tí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, xin đọc ạ. Sappa kusala sadharana cetasikang. Dê, sao mà đọc C lại ạ? Dê. Dạ, con xin đọc lại. Sappa kusala sadharana cetasikang. Akusa lesu bana moho. Ahirikan anottappang utthacchan jati chattarome cetasika sappa kusala sadharana rana nama sappe subi wa dasa kusalesu lappanti. Thư sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Sapa kusala sadharana cetasikang akusale su pana moho ahirikang anottappang utthacchanchati cattarome cetasika sapa kusala sadharana nama sapa suppi dva dasa kusale su lappanti. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Sapa kusala sadharana cetasikang akusalesu pana moho ahirikang anottappang utthacchanchati cattarome cetasika sapa kusala sadharana prana nama sapa subi dva dasa kusalesu lappanti. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Sapa kusala sadharana cetasikang akusalesu prana moho ahirikan anottappang utthacchanchati cattarome cetasika sapa kusala sadharana nama sabbe suppi dva dasa kusalesu lappanti. Dạ, thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Sapa kusala sadharana cetasikang akusalesu prana moho ahirikang anottappang utthacchanchati cattarome cetasika sapa kusala sadharana
Vana Nama Sakte Suti Dwa Dasa Kusane Su Nakhanti. Dạ, sư sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Con kính đảnh lễ sư, con xin phép được đọc bài Sapa Kusala Satha Lana Jetasikang Akusale Supana Moho Ahirikang Anottapang Uttha Chandra Tichataro Mechit Jetasika Sapa Kusala Satha Lana Nama Sape Supi Doda Sa Đồ đã xà cụ xa lạ lề sư lạp phẩm tí. Thưa con kính cảm ơn. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sắp bắt khú xa là sắc thà gác nà xê tác xí cằn. Á khú xà lề sư bác nà. Bác ná mồ hồ á hít đi cằn. Á nốt tắc bằng. Út thách chàn trà tí. Chà. Cha ta ro mi se ta si ka sapa khu sa la sat tha rat na na ma sabbe su pi do da sa su khu sa le su da pan ti. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Dạ thư sư con xin đọc ạ. Sapa kusala satharana cetasikam akusale su pana pana moho ari ahirikam anottapang utthacchan chati cattarome cetasika sapa kusala satharana nama sabbe supi dvadasa kusale su lappanti. Dạ thưa sư con đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Sabbe kusale satharana cetasikam Akusa lesu bana moho ahirikang anottapang utthacchan chati cattarome cetasika sabba kusala satharana nama sabbe subi Đòa đá xe cú xe lê xú lép phân tí. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sắp ba cú xá lá xa ra xa thá ra ná chê tá xí căng a cú xa lết Lê Sú Bà Ná Mù Hồ A Hí Rí Căng A Nốt Tắc Băng Út Thá Trăng Trà Tí Chá Tà Rồ Mê Chê Tá Xích Ca Sắp Ba Sú Sắp Ba Khú Sa Lá Sa Thà Rá Na Na Má Sắp Bê Sú Sú Bí Qua đá xa cú xa lê xú hát lá phan tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư con xin đọc Sapa cú xa lá xa thà lá má chê tá xí căng á cú xa lê xú bá ná mồ hồ á hí rí căng á nô tá bằng út thá chàn chà tí Chataro me chitasika sabba kusala satharana nama sabbe subi dvadasa kusale su lappanti. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư con xin đọc ạ.
Sabba kusala sadharanang. Dạ con xin đọc lại. Sabba kusala sadharana cetasikang akusale subana moho ahirikang anottabbang utthacchanca ticattaro me cetasika sabba kusala sadharana namasabbe subidwa dasa kusale sulappanti. Dạ thưa sư con đọc xong. À, bây giờ ai dịch được đoạn này? Ai dịch được dịch thử? Xin xin dịch. Tôi sẽ không xin dịch. Ai dịch đi. Đoạn này hơi khó nha. Cái tâm sở. Không Trân nghe vừa đọc Bali vừa dịch luôn hết Trân. Vừa đọc Bali vừa dịch không? Chetasika cái tâm sở. Ủa con dịch theo từ trên xuống dưới hay là cái câu nào trước là dịch trước sao? Nào trước dịch trước. Chetasika các tâm sở, akusa lê số trong tâm sở bất thiện, phá ná tuy nhiên, moho si, ahirika vô tạm, anotapang vô ý, uthachancha tí, thanh cha và phóng dật. Ý hồi nãy là phải là. Thôi con dịch lại khúc. Con dịch lại khúc này cái. Chetasika các tâm sở. Tí là Chetasika các tâm sở akusa lê số trong tâm sở bất thiện. Trong tâm sở bất thiện tí là không pa ná, pa ná tuy nhiên tí là moho si ahirikan vô tạm anotapang vô ý uthachancha và phóng dật. Chátaro bốn thứ ý mê này. Na má gọi là Sabbakusala Satharana bất thiện biến hành. Lá phan tí phối hợp được. Sabbe subi trong tất cả. Dvadasa kusala số trong 12 tâm bất thiện. Rồi, có ai dịch nữa không? Dạ, con dịch xin. Con dịch thử nha. Dạ, Chetasika, các tâm sở ý tí là Moho, Tham, Ahirikan, Vô Tạm, Anotapang, Vô Ý, Uthachancha, và phóng dật. Chattaro, bốn thứ ý mê này, Nama gọi là Sabba kusala dharana bất thiện biến hành. Ba ná tuy nhiên sabbe supi trong tất cả akusala lê số các tâm sở bất thiện la phát tí phối hợp được đoa đá sa kusala lê số trong 12 tâm bất thiện. Dạ hả? Dạ. Có ai dịch nữa? Ai dịch nữa không? Đâu, nghe dịch lại ha. Bạn nói tuy nhiên hoặc là nhân akusale su trong 12 akusale su trong các tâm sở bất thiện. Chetasika các tâm sở. Chattaro bốn thứ y mê này. Iti là moho là si ahirikan vô tàm anotapang vô quý uthachang chát và phong vật nam á gọi là
sapa 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 kusala kusala satharana bất thiện biến hành sappe supi tất cả chúng, cái này mình dịch thêm chữ chúng mà lý do là nó có cái động từ lappati ở phía sau nè, xin lỗi, lappanti chúng phối hợp được, sappe supi trong tất cả, vadassa kusalesu 12 tâm bất thiện, lại lần nữa, panna tuy nhiên akusalesu trong các tâm sở, cetasika tâm sở, chattaro bốn thứ ime này, iti là moho si ahirikang vô tạm anuttapang vô quý uthanh chằng chát và phóng dật nam á gọi là sappa kusala satharana bất thiện biến hành lappanti chúng phối hợp được sappe su trong tất cả vadassa kusale su 12 tâm bất thiện. Rồi đó là phần bài đọc, bây giờ mình học bài bài giảng ha. Giờ hôm trước mình trong sáu tâm sở biệt cảnh thì chúng ta đã học tầm tứ thì thân giải cần hỷ. Giờ hôm nay thì chúng ta chỉ còn lại tâm sở dục, dục là chanh đá. Chữ dục nhiều khi nó còn được dịch là từ cái chữ chữ là kamma. Chữ kamma cũng đôi khi được dịch là chữ dục. Tại nhưng mà chữ dục là kamma thường nó dịch ở trong cái nghĩa xấu nhiều hơn so với cái chữ chanh lá. Chữ chanh lá này nó ở giữa giữa, tức là cái chanh đá mà dục tâm sở này thì nó nằm ở giữa, tức là nó vừa có mặt ở trong tâm thiện, vừa có mặt ở trong tâm bất thiện. Ví dụ mong muốn để thực hiện một cái điều thiện nào đó thì cái dục đó nó có mặt ở trong tâm thiện. Thậm chí là nếu cái sự mong muốn đó nó vượt trội thì nó trở thành là dục trưởng. Rồi còn nếu ngược lại, nếu mà nó có mặt ở trong tâm bất thiện, vô mong muốn để có được cái gì đó từ người khác, mong muốn để giết hại ai đó, thì dục đó nó có mặt ở trong tâm tham hoặc là ở trong tâm sân. Cho nên học với dục pháp ở ngay cái điểm này đó, khi mà chúng ta nghe nói là mong muốn là tham á, là thường người ta nói mong muốn là tham, đừng có muốn là tham, thật chất nó không phải vậy. Muốn để thực hiện điều thiện thì cái đó là thiện, là muốn thực hiện điều ác liên quan đến tham sân si thì lúc giờ cái đó nó mới là tham hoặc là sân. Về trạng thái thì ở đây đó là mong mỏi có được cảnh, vì cái này là ước muốn cho nên nó mong mỏi để có được cảnh, mong mỏi được có được cảnh, có thể thiền hoặc là bất thiền. Phần sự là tìm kiếm cảnh, giống như là chúng ta mong muốn được cái gì đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm sao, tìm cách để mà thực hiện nó. Ví dụ là muốn đi đến chùa làm phước bố thí,
thì phải tìm cách sao để có được một ít tài chánh để mua vật dụng để cúng dường bữa cơm gì đó. Còn thành tựu thì có được cảnh giống như mong muốn. Thì giống như nói lúc nãy, cái cảnh mong muốn ở đây không phải nói lúc nào nó cũng tốt. Cái cảnh mong muốn này nó có thể là thiện hoặc là có thể là bất thiện. Nhưng mà nó thành tựu thì nó được cái cảnh giống như là mong muốn. Thí dụ như là mình muốn được một cái món đồ nào đó mà mình thích, rồi được ai đó tặng, để đạt được cái ý muốn của mình thì mình mừng quá. Thì cái mừng đó, đó phần lớn là nếu mà cái đó là món đồ để ví dụ là nữ trang vậy hay, thì phần lớn là cái đó là cái mong muốn đó là đạt được là bằng tâm thành, với tâm chính mắt. Bằng tâm chính mắt. Còn thí dụ như là mình mong gặp được Phật Pháp, có người dạy để mình học được Phật Pháp, mong có được điều kiện tu học, nghiên cứu tu học về Phật Pháp gì đó, thì cái mong mỏi đó là cái tâm thiện khi mình đạt được ý muốn. Nhân cần thiết ở đây đó là có cảnh đáng ao ước. Có cảnh đáng ao ước. Cảnh đáng ao ước thì nó cũng giống như trường hợp ở trên thôi. Có người thì ví dụ như là người mà sống theo cái khuynh hướng thiện á, thì mình thấy người ta làm phước thì mình vui, mình thích. Còn người mà sống nhiều theo khuynh hướng bất thiện á, ví dụ như là thấy người ta chửi mắng đánh đập nhau thì là thích. Thì đó đều là cảnh được giống như cái ý muốn của mình, nhưng mà nó khác. Rồi đó là tâm sở dục. Tâm sở dục mình chỉ phân biệt hai trường hợp. Một là có mặt ở trong thiện, tâm thiện. Hai là có mặt ở trong tâm bất thiện. Có hai trường hợp ví dụ ở đây. Rồi bây giờ chúng ta trở lại phần tâm sở bất thiện. Coi nó có tự chỉ được không? Ngồi có lúc nó được, có lúc nó không được thôi. Được rồi. Giờ tâm sở bất thiện. Akusala cittasika. Tâm sở bất thiện thì mình chết rồi, cái này bị không đúng rồi ta. Nãy mình biết nó khác hơn cái này. Rồi, biết cái này luôn đi. Còn cái này luôn đi, cái kia bỏ ha. Để rồi sửa lại. Tại mình viết theo cách của mình, với trong cái bản chính người ta viết khác nhau. Tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện thì nãy mình học đó là nó có 14 thứ. Tâm sở bất thiện mình có 14 thứ. Thì ở đây gọi là tâm sở bất thiện đó là vì những tâm sở này đó,
nó tạo ra cái điều ác xấu hoặc là phiền não, làm cho tâm bị ô nhiễm, khiến chúng sanh rơi vào cõi khổ. Dạ. Thì giống như nói hôm trước mình học về tâm á, thật ra tâm thì nó chỉ có biết cảnh. Tâm chỉ có biết cảnh. Còn tâm mà nó tham, nó sân, nó si, hay là nó thiện thuộc về hiệp thế, thiện thuộc về siêu thế gì đó, nó đều là của tâm sở. Tức là sự chi phối của tâm sở. Giống như trong trường hợp này, trong trường hợp này chúng ta thấy là sao? Các tâm sở bất thiện này đó là nó khiến cho tâm làm điều ác, rồi tạo ra các phiền não làm cho tâm bị ô nhiễm, rồi từ đó nó khiến cho chúng sanh sanh ở cõi khổ. Thì đó là những tâm sở bất thiện, nó có khả năng chi phối khi mà nó kết hợp với trong tâm bất thiện. Trong 14 tâm sở bất thiện này mình có thể chia nó làm hai nhóm, hoặc là chia nó thành 5 nhóm. Chia thành hai nhóm thì nhóm bất thiện biến hành với nhóm bất thiện biệt cảnh biến hành. Bất thiện biệt cảnh thì mình có hai trường hợp, một là bất thiện biến hành, hay là bất thiện biệt cảnh. Dạ. Bất thiện biến hành thì nó có mặt trong 12 tâm bất thiện, tức là phối hợp được với 12 tâm bất thiện. Còn bất thiện mà biệt cảnh thì nó chỉ phối hợp được với một số tâm bất thiện. Còn không thì nó sẽ phân nó ra thành 5 nhóm. Phần 5 nhóm giống như ở đây. Thứ nhất, nhóm thứ nhất đó là mô cha tô cá, chia ta xích cá, là nhóm tâm sở si phần. Nhóm tâm sở si phần mà mình kể lúc nãy đó, mình có tham, mình có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, bốn tâm sở đó là nhóm si phần. Rồi thứ hai đó là lô tí cá, chia ta xích cá, là nhóm tham phần. Nhóm tham phần thì mình có ba tâm sở, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Rồi ba tâm sở nhóm sân phần, đồ chất tốt cá, chê tác sĩ cá. Nhóm này thì có bốn tâm sở, đó là ganh tị, bọn sẻn, ganh tị, bọn sẻn, ít cha, mấy cha đi giác sân, ganh tị, bọn sẻn và trạo hối. Rồi nhóm tâm sở hôn phần, thì lúc cá chia tác sĩ cá thì mình có hôn trầm và thủy miên. Riêng bi chí kích cha chia tác sĩ cá thì chỉ có mình nó thôi, tức là tâm sở si phật. Thì đó, nếu mà người ta phân thành 5 nhóm, phân thành 5 nhóm. Phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ở bài sau. Giờ mình nói về tâm sở si phần. Tâm sở si phần, tại sao mình gọi nó là tâm sở si phần? Sở dĩ mình gọi nó tâm sở si phần đó là vì các tâm sở này á, các tâm sở này thì nó được dẫn đầu bằng tâm sở si. Giống lúc mình học Pali mà mình học các mẫu từ, ví dụ như là các mẫu từ thuộc về phụ âm trưởng nhóm, giống như cá, chá, tá, tá, pá, thì vì các phụ âm đó nó được dẫn đầu bởi phụ âm cá, cho nên nó thuộc về nhóm cá. Ví dụ vậy thì tương tự gọi là nhóm si phần, vì nhóm tâm sở này có tâm sở si dẫn đầu.
Rồi à, nó còn một cái ý khác nữa. Vì sao bốn tâm sở si phần này nó còn được gọi là tâm sở bất thiện biến hành? Thì ở đây sĩ dĩ nó được gọi là tâm sở bất thiện biến hành đó, thì theo cái câu Bali lúc nãy đó, sappe supi đoà đát xa kusale sulaphanti, tức là nó phối hợp được với 12 tâm bất thiện. Chỉ có bốn tâm sở này thôi nó mới phối hợp được với 12 tâm bất thiện. Các tâm sở còn lại thì nó chỉ phối hợp được một số với một số tâm. Vì lý do đó cho nên tâm sở si phần nó còn được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Rồi đây là bốn tâm sở si phần, tức là có si là moha, vô tàm ahirika, vô quý anotapa và phóng dật đó là uttacca. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trước về tâm sở si. Tâm sở si moha citasika. Chữ si ở đây đó là chữ si thường mình nghe hay định nghĩa đó là trạng thái không lờ mờ, tức là trạng thái lờ mờ đối với cảnh, sự lờ mờ đối với cảnh. Thì hoặc là mê muội đối với cảnh. Thì cái lờ mờ ở đây đó là nó không phải là thấy không có rõ, có người hiểu hiểu nhầm như vậy. Tức là khi mà mình cái trạng thái thấy không rõ thì nó khác với cái chữ lờ mờ được dịch là si phần hoặc là mê muội. Tại cái chữ si ở đây á, cái chữ si mà mình dịch là mờ, lờ mờ đối với cảnh hoặc là mê muội đối với cảnh ở đây đó là tức là mình nhìn thấy nó nhưng mà mình không biết nó. Dạ. Ví dụ như là chúng ta nhìn mình có cái ví dụ như là có điện thoại ở trong tay mình đi, ví dụ vậy, có quyển sách ở trong tay mình đi, thì thường mình sẽ thấy cái điện thoại, cái quyển sách đó bằng cái nghĩa đó là chừng để, tục để. Chứ mình ít khi nào mình thấy nó bằng cái nghĩa chừng để. Bởi vì mình chỉ thấy nó bằng cái nghĩa tục đế, cho nên tâm mình bị dính mắc, làm cho tham sanh khởi, làm cho sân sanh khởi. Dạ. Điều đó cho mình thấy là gì? Vì mình đang mê muội, mình đang làm mà đối với cảnh, cho nên nó tạo điều kiện cho tâm tham, tâm sân sanh khởi. Là cái khởi đầu á, mình thấy tâm si nó lờ mờ nhưng mà cái sức mạnh của nó kinh khủng, tức là nó là cái khởi đầu để cho tham và sân sanh khởi. Giống như nói sư thí dụ như là bây giờ mình nghe ai đó nói xấu về mình, nghe ai đó chửi mình, thì tâm si nó sẽ nhận biết bằng cách gì? Người đó chửi mình và lập tức nó sẽ tạo điều kiện cho tâm sân sân khởi, đó là gì? Chửi người ta lại. Dạ, cho tâm sân chửi người ta lại. Hoặc là mình thấy món đồ đẹp thì tâm si nó sân khởi, nó sẽ thấy là gì? Ồ, cái này đẹp quá, thích quá. Cái này đẹp quá. Thì tâm tham nó sẽ tạo điều kiện cho cái tâm tham nó sân khởi. Dạ. Thì trong thấy là cái phần lớn các pháp bất thiện mà nó sanh khởi ấy, nó do xuất phát từ cái si, do sự mê muội, sự không có hiểu biết. Dạ. Còn ở trường hợp thí dụ như là nếu đây là điện thoại iPhone này, thí dụ vậy, nếu mình chỉ nhìn nó là gì, nếu mình nhìn thấy nó chỉ là cảnh sắc, hoặc là nếu mình xúc chạm vào nó tìm thấy nó cứng cứng,
thì nó chỉ là đất. Dạ. Rồi mình so lên so xuống gì đó thì nó nóng nóng thì nó là lửa. Thì nó chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là cảnh sắc. Hoặc thí dụ mình nếu mà nghe âm thanh nào đó, nghe người ta chửi mình, nghe người ta nói xấu mình, nếu mà không phải tâm si nó bắt đầu bằng cái mê muội, bằng cái lờ mờ đối với cảnh đó, thì mình sẽ nhận ra là gì? Cái đó nó chỉ là âm thanh. Thì nếu mà chỉ là âm thanh thì sao? Nó sẽ sanh khởi rồi nó tắt đi. Yeah. Nhưng mà vì mình không có chấp nhận nó là âm thanh, do tâm si nó che đậy, cho mình không có thấy bản tánh thật của các pháp. Cho nên từ đó tâm nó kéo theo đó là tâm tham hoặc là tâm sân, sân khởi. Dạ. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái trạng thái ở trong đời sống của mình á, mình nhiều lắm, mình bị tâm si nó chi phối mình kinh khủng lắm. Dạ. Trong đời sống của mình là mình bị chỉ, hầu như ở trong sinh hoạt hàng ngày của mình, nếu mà mình không có chánh niệm, hầu như lúc nào tâm si nó cũng chi phối mình hết. Dạ. Tại sao? Tại vì ở trong đời sống mà mình sinh hoạt hàng ngày á, tất cả nó đều là những thứ là tục đế, nó được chế định lại để mình sử dụng nó. Dạ. Nhưng mà mình thường dính mắc với cái tục đế đó bởi tâm si nó che án mình. Dạ. Cho nên hầu như trong đời sống hàng ngày mình bị tâm si nó chi phối rất là nhiều. Dạ. Thì ở đây cái trạng thái của si nói là sự không hiểu biết. Đôi khi thì người ta nói nó là sự lờ mờ đối với cảnh, sự mê muội đối với cảnh. À, hoặc là sự không hiểu biết. Sự không hiểu biết ở đây đó thì nó có thể hai nghĩa. Một đó là không hiểu biết về các pháp thực tính, giống như sư nói lúc nãy. Tức là trước mặt mình ở đây. Trước mặt mình ở đây. Thay vì mình nhận nó ra, mình vẫn không nhận nó ra được. Dạ. Và vì mình không nhận nó ra được cho nên mình bị bệnh đau khổ. Dạ, mình không nhận nó ra được cho nên mình bị đau khổ. Dạ. Thì cái đó là không, sự không hiểu biết về pháp thực tính. Rồi thứ hai, cái sự không hiểu biết ở đây đó là thường đề cập đến đó là sự không hiểu biết về tứ đế. Dạ. Ví dụ như là không hiểu biết về sự sanh là khổ. Sự sanh là khổ. Ví dụ ở trong nhà mình có một người cháu ra đời thì rất là vui. Nhất là ví dụ như là gia đình mà có người cháu đầu tiên. Thì mình thấy là sao? Mình rất là vui. Nhưng mà thật sự sự ra đời đó là sao? Nó chồng chất bao nhiêu cái khổ khác nữa. Nó kéo theo một loạt các đau khổ khác nữa. Dạ. Yeah. Rồi bệnh là khổ thì mình chỉ thấy là sao? Lúc mà bệnh mà đi không nổi thì lúc đó mới thấy bệnh là khổ. Chứ bình thường thì sao? Nếu mà còn đi nổi, còn đi được, đi đứng nằm ngồi được thì lúc đó không thấy bệnh là khổ. Hoặc là già là khổ. Mình cũng không thấy được. Chỉ cho đến khi nào là đi không nổi nữa thì lúc đó thì cái người mới nhận ra thôi, ôi già khổ thật. Rồi cho đến cái chết ở trong đời sống luân hồi nhiều đời nhiều kiếp bằng nhiều cách khác nhau, mình không nhận biết được đó là cái đau khổ. Thì đó là cái sự không hiểu biết, trạng thái của si. Rồi phần sự là che khuất, không cho thấy pháp thực tính. Ở đây nãy thì nói rồi, là không hiểu biết. Rồi phần sự thì nó che không cho mình nhìn thấy. Che này tấm màn, cái che này nó dày hơn tấm màn mình che bình thường gấp trăm ngàn lần. Rồi thành tựu thì không tỏ ngộ.
À, tức là nếu mà tâm si này nó thành tựu, nó sanh khởi được thì mình không còn nhận ra được cái gì nữa. Nhân thành thiết thì không sanh khởi tác ý đúng. À, không sanh khởi tác ý đúng. À, trong đời sống hàng ngày của mình á, chỉ cần mình không theo tác ý thôi thì lúc nào tâm bất thiện nó cũng sanh khởi. Ví dụ như là khi mình thấy những món đồ mà mình hài lòng, có được những cái mà mình hài lòng, một cách tự nhiên đó là tâm tham nó sanh khởi. Lý do làm sao? Lý do là cái người phàm phu mình á, mình tích lũy cái bất thiện á, nó nhiều hơn thiện. Cho nên chỉ cần gặp cái cảnh mà hài lòng, cảnh vừa lòng, cảnh tốt là lập tức tâm tham nó sanh khởi trước. Còn nếu mà gặp cảnh không hài lòng thì lập tức là tâm sân nó sanh khởi trước. À, ngoại trừ trường hợp đó là mình có sự khéo tác ý, hay là gọi là tác ý đúng. À, gọi là tác ý đúng. Thì cái khéo tác ý, cái tác ý đúng này nó dựa trên cái việc mình thường xuyên tu tập. Ví dụ suy xét, thí dụ như là thấy cảnh đẹp thì mình cho, cứ cho là tâm tham nó sanh trước đi. Nhưng mà sau đó mình lập tức mình phải dừng nó lại bằng cái suy nghĩ là gì? Sở dĩ mình thấy được cái cảnh đẹp này, cái cảnh vừa lòng này là do cái phước thiện mà mình đã tạo trước đây. Thì khi mà mình suy nghĩ như vậy á, tâm tham nó không có điều kiện sanh khởi nữa. Mà thay vào đó là sao? Tâm thiện hoan hỷ với cái quả của thiện nghiệp đã tạo. Và nhờ như vậy á, nếu mà gặp cảnh không vừa lòng á, thì tâm cũng có cái suy nghĩ là sao? Cái này cũng là cái quả bất thiện mà mình đã tạo. Cho nên tâm sân nó cũng không có điều kiện để sanh khởi. Thì thật ra là nếu mà nói về cái trạng thái tâm của các bậc thánh khi mà các ngài gặp cảnh thì trước tiên là sao? Cái này là ví dụ như là nghe âm thanh thì nó chỉ là chỉ âm thanh, dù người ta có chửi có đánh đập gì đó. Rồi sau đó là nếu mà gặp cảnh được hài lòng thì chỉ biết cái này là cảnh tốt hoặc cái này là cảnh không có tốt, tức là chỉ ghi nhận biết như vậy thôi. Cho nên cái do cái một phần là do phiền não đã đồng trừ, cho nên là tâm bất thiện nó không có điều kiện sanh khởi. Nhưng mà thường là các ngài chỉ nhận thấy nó như vậy. Nó chỉ khác với người phàm phu mình, đó là nếu mà trong lúc mà mình có khéo tác ý, có suy xét thì lúc đó cái trí tuệ nó sanh khởi, nó đẩy lùi được cái tâm bất thiện là tâm tham hoặc là tâm sân. Tâm tham hoặc là tâm sân. Giống ví dụ như là mình giống sư nói lúc nãy, bây giờ mình thấy cái chai nước. Bây giờ nếu mà với tâm nhìn đó là ví dụ cái chai nước này của mình mà ai đó tới lấy, nếu mà mình thấy nó với cái ý đó chỉ là cảnh sắc thôi thì người ta chỉ lấy đi cảnh sắc. Chỉ cần khéo tác ý như vậy thì tâm sanh nó không có sanh khởi. Tức là si nó không có che đậy mình được. Còn không thì sao? Mình sẽ bị si che đậy, đó là vừa thấy là người này lấy đi cái, vừa thấy cái này là chai nước,
vừa thấy người lấy đi cái chai nước của mình nữa, thì lập tức là sao? Giận liền. Rồi giận đến là sao? Chửi mắng, đánh đập gì đó. Đó là do không khéo tác ý, làm cho si sân khởi. Và sau đó là tạo điều kiện cho tâm sân, hoặc là tâm tham sân khởi. Thường si thường cũng mình cũng hay đề cập đến chữ si với cái sự vô minh. Vô minh thường cũng được dịch đó là không có sự hiểu biết pháp mà đáng hiểu biết, nó cũng gần gần giống với si. Nhưng thường là vô minh á được sử dụng với cái ý nghĩa là rộng rãi hơn, với cái ý nghĩa là rộng rãi hơn, nghĩa rộng hơn. So với si thì thường là sử dụng trong cái nghĩa là cái pháp mà bắt đầu để tạo các bất, tức là tất cả các pháp bất thiện khi mà nó được tạo thường là có si làm gốc rễ. Nó thường sử dụng, tức là cái nguyên cái lý do ban đầu nhiều hơn. Còn vô minh là nối tiếp sau đó, nó thường sử dụng trong những cái đó. Cái là cái điểm khác nhau giữa si với lại vô minh. Thứ hai đó là tâm sở vô tạm. Tâm sở vô tàm có trạng thái đó là không biết thẹn, điều ác xấu, phần sự là hành động ác, thành tựu là không rụt rè trước điều ác xấu, nhân cần thiết là không có sự tự trọng. Dạ thưa sư, mình có cho luôn cái tâm sở phối hợp của mấy tâm. Bốn tâm sở này thì nó là tâm sở bất thiện biến hành, cho nên nó sẽ có là mặt trong 12 tâm bất thiện, cho nên mình không cần nói phần đó. Tại vì chừng nào nó biệt cảnh thì mình mới phân ra phần đó, còn nếu mà nó đã bất thiện biến hành rồi thì nó sẽ có mặt trong tất cả các tâm bất thiện, giống như nói lúc nãy, giống là trong phần bài đầu. Vậy cái dục nó chưa có. Phần dục nãy hả? Nếu phần dục nãy là còn thiếu, đúng rồi, phần dục còn thiếu. Còn cái phần bất thiện biến hành này thì nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Đã có gì bổ sung cái phần kia sao? Thì ở đây khi mà một hành động ác được thực hiện mà không có sự hổ thẹn á, thì lúc bây giờ đó là tâm sở vô tàm, nó có điều kiện để chi phối tâm. Lúc đó là tâm sở vô tàm, nó có điều kiện chi phối tâm. Thì ví dụ như là trong lúc mà mình suy nghĩ ác, suy nghĩ xấu, suy nghĩ để mà tham sân khởi, suy nghĩ để mà sân khởi, thì lúc bây giờ đó là nó có tâm sở vô tàm để chi phối. Rồi từ suy nghĩ đó có thể đưa đến hành động xấu, có thể là bằng thân, bằng khẩu hoặc là bằng ý, thì đó là phần sự. Còn đến khi nó thành tựu thì hành động cái điều ác đó không có rụt rè. Thì cái này mình thấy rõ nhất đó là ví dụ trong lúc mà mình giận ai đó, cái tâm sân nó sanh khởi lên, thì chúng ta thấy sao? Mình rất là dữ, và chửi mắng, đánh đập, dù ai có ngăn cản mình cũng vùng vẫy, đánh cho bằng được, chửi cho thắng gì đó, như vậy. Thì lúc đó là cái sự thành tựu của tâm sở tạm vô tạm. Nhân cần thiết đó là không có sự tự trọng. Không sự tự trọng ở đây tức là không có tự trọng ở bản thân mình. Thí dụ như là sự suy nghĩ là mình có được cái cơ hội được sanh làm người rất là khó, cho nên mình phải cố gắng tránh xa điều ác, làm điều thiện, thí dụ vậy. Nhưng mà vô tàm thì không có cái suy nghĩ đó.
hoặc là ví dụ là được sinh ra trong gia đình có quyền chức, sinh ra trong gia đình vua chúa, được mọi người tôn trọng, nhưng mà mình thì lại không có cái sự tự trọng đó. Thì đó là nhân cần thiết để cho cái tâm sở vô tàm nó sân khởi. Tâm sở vô tàm thì luôn luôn lúc nào nó sân khởi thì nó cũng có cái tâm sở vô quý. Nãy thì không hổ thẹn, còn cái này thì vô quý ở đây đó là tâm sở, đó là không ghê sợ điều xấu hoặc là không ghê sợ tội lỗi. Phần sự thì hành động ác xấu nó cũng giống như là tâm sở vô tàm, tức là hai tâm sở này giống là kết hợp lại để cùng thực hiện cái điều ác. Tính lại cái hai tâm sở này nó nguy hiểm ghê, rất là nguy hiểm. Tức là kết hợp với nhau, vừa không hổ thẹn, vừa không ghê sợ trong việc làm hành động ác. Đến khi thành tựu thì nó cũng là không rụt rè trước điều ác xấu. Nhân cần thiết thì không tôn trọng người khác. Không tôn trọng người khác ở đây đó là các ngài thường giải thích, đó là không tôn trọng người khác ở đây ví dụ như là không tôn trọng cha mẹ, không tôn trọng những người lớn, những người có ví dụ như là những người có quyền chức mà họ có từ được cái phước, cái thực lực của họ như vậy, là vì không có tôn trọng cái người khác mà mình khiến cho cái tâm sở vô quý này nó sanh khởi. Nó chỉ khác nhau ở nhân cần thiết, cái trước hồi nãy là không tôn trọng bản thân, còn cái nhân cần thiết của vô tàm đó là không tôn trọng người khác, để khiến cho tâm sở vô quý nó sanh khởi. Rồi thứ tư đó là tâm sở phóng dật. Tâm sở phóng dật thì có trạng thái đó là không có yên lặng, tức là lúc nào tâm cũng dao động. Tâm sở phóng dật này, để hiểu tâm sở phóng dật đó, chúng cảm tưởng hình dung cái hình ảnh của con khỉ thì dễ nhớ nhất. Tức là lúc nào chúng ta nhìn khỉ nó không lúc nào nó ở yên, không ngó lên ngó xuống thì cái tay cái chân nó cứ bám cái này bám cái kia, đụng cái này nhích cái kia. Thì nó giống như là trạng thái của cái tâm phóng dật. Phần sự đó là bắt cảnh không vững vàng, bắt cảnh không vững vàng, nó vẫn bắt cảnh được, tại vì ở trong bốn tâm sở si phần á, trong tâm si á, hôm trước chúng ta học bảy tâm sở biến hành, thì trong đó nó có tâm sở nhất hành. Tức là tâm sở nhất hành thì nó làm cho tâm sở nhất hành có trạng thái đó là tập trung lại các pháp, ổn định lại các pháp. Thì ở đây thì phóng dật thì nó lại là gì? Là trạng thái là không yên lặng, rồi phần sự là bắt cảnh không vững vàng. Thì ở đây nó vẫn bắt cảnh được, vẫn bắt cảnh được, vì ở trong đó thì trong cái tâm sở phóng dật nó vẫn có là tâm sở nhất hành, vẫn có tâm sở nhất hành ở trong đó. Nhưng mà nó giống như là quá máy móc, quá máy móc. Chúng ta thấy nó giống như con khỉ gì đó, mặc dù chúng ta thấy nó nhảy rất là nhanh, nhưng mà từ cành này qua cành khác nó cũng đeo được cái nhánh, chỉ xui khi nào là bị nó đeo cái nhánh đó, nhánh đó bị gãy thôi. Cho nếu mà nó đeo được thì phần lớn là đeo chính lại. Thì cái trạng thái bắt cảnh của tâm sở phóng dật là vậy. Thành tựu đó là làm cho tâm động đậy,
hay là làm cho tâm dao động. Nhân cần thiết là không khéo tác ý. Thì chúng ta thấy đó, cái tâm phong vật sĩ mà nó sanh khởi phần là do cái nhân cần thiết là mình không có khéo tác ý. Thí dụ như là mình ngồi nghe pháp, mình không chăm chú nghe để có được lợi ích từ việc nghe pháp. Quý trong cái việc nghe pháp á, thì lúc giờ trong lúc mình đang ngồi nghe thì tâm nó bị chi phối, mình nhớ cái này nhớ cái kia, hoặc là trong lúc mình đang ngồi thiền, rồi mình không có tập trung vào cái đề mục được á, thì lúc bây giờ là sao, tâm sở phong vật nó chi phối mình. Ngồi đây chứ tâm nhớ ở nhà, con có về chưa, cháu có về chưa, con ăn cơm chưa, ở nhà có ai nấu cơm chưa. Đó là do mình không có khéo tác ý, cho nên tâm sở phong vật nó chi phối mình như vậy. Và ở người phàm phu, cái tâm sở phong vật này thì nếu mà theo 10 điều kiết sử thì cho đến bậc thánh A-la-hán thì mới có thể đoạn trừ được. Cho nên người phàm phu mình chắc chắn mình sẽ bị chi phối bởi cái tâm phong vật này rất là nhiều. Thì chúng ta chỉ hạn chế nó được phần nào hay phần đó thôi. Thì đó là bốn tâm sở bất thiện biến hành. Và mình nhớ đó là bốn tâm sở này nó phối hợp được với 12 tâm bất thiện. Giờ chúng ta trở lại phần phần dục tí nữa rồi chúng ta nghỉ ha. Nhớ hồi chiều sư copy hết rồi chứ tại sao lại không. Lại không có. Tâm sở dục đó, nó phối hợp được với 101 tâm. 101 tâm. Cái phần phối hợp này mình học sơ qua tâm sở đi. Đến khi mình học lại tâm á, mình sẽ học lại nữa. Tức là học lại lần nữa. Tại cái phần này cũng là một trong những phần quan trọng. Mà tại mình chưa học tâm mà mình học phối hợp tâm là cái phần này mình học thêm thôi. Chứ mình khó nắm. Tại mình chưa hiểu nữa về tâm nữa. Dạ. Yeah. Thì nó phối hợp được với 111 tâm. Ở đây nó trừ 18 tâm vô nhanh. Vì 18 tâm vô nhanh nó làm việc một cách máy móc. Ngay cả trong tâm sinh tiếu làm việc cười của bậc thánh A-la-hán cũng không có dục. Tức là cười cách tự nhiên thôi. Chứ không có mong mỏi ước muốn cho nên nó không có dục. Rồi trừ 2 tâm si. Hai tâm si vì nó bị cái trạng thái đó là mà đối với cảnh cho nên nó làm cho dục không có cái điều kiện sanh khởi. Một là nó phong vật, hai là trạng thái là mà đối với cảnh cho nên nó cũng dục nó cũng không có sanh khởi. Đó là phần dục tâm sở phối hợp với tâm, và cũng là phần bài học mà chúng ta học ngày hôm nay. Bây giờ mình kết thúc ở đây ha, thì sau mình sẽ học tiếp phần tâm sở bất thiện. Rồi xin chặt mic lại. Cái phần ba đó là cái đó là quý chứ không phải quý đâu sư. Sở quý vô tạm vô. Vô tàm, vô ý, chứ không phải quý đâu. Cái phần đó thì các bạn cũng không có giống nhau. Thấy đôi khi viết chữ UI, đôi khi viết chữ quý. Cho nên sau này sẽ viết UI, chữ quê luôn. Tại thấy trong cái bản bộ phân tích ngài cũng viết vậy. Cho nên viết luôn cái chữ đó. Mà con thấy chữ vô ý đúng hơn vô quý chứ. Mình cũng không có giỏi chữ Hán cho nên thấy các ngài xài thì xài theo chứ không có giống phân tích. Nhưng mà mình lấy theo chữ Bali đó thì cái chữ đó là nó có nghĩa là không có hổ thẹn, không có ghê sợ tội lỗi. Cái chữ Bali là nói như vậy. Cho nên nếu mà mình ngại từ ngữ đó thì mình lấy theo cái nghĩa của chữ Bali.
theo cách giải thích đó để mình học. Rồi, trả mic lại cho cô Phúc Vị Trung. Dạ, dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tuchirang Rakhantu Sasanang Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tuchirang Rakhantu No Garo Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê wa na ga ma